chương trình tin tức đặc biệt với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì hôm nay chúng tôi nghe tin có một cái phe tà quyền và tôi là nạn nhân của phe tà quyền phe tà quyền này thì đòi trục xuất cái tôi về phía Bắc Vĩ tuyến 17 thưa quý vị rồi đòi tỷ thí đánh đập tôi giả màng như con ngàn do đó là tôi phải coi như lưu lạc lang thang ở phía bắc của vĩ tuyến 17 thưa quý vị à, nói chung là phe tà quyền này đang à, dùng mọi biện pháp giả màng con ngàn để mà đe dọa người này người kia thưa quý vị thì trong cái lúc mà lưu lạc lang thang phía bắc à, vĩ tuyến 17 của nước Việt Nam thì được à, một số bạn hữu ở khu uh, coi như là khu công nghệ cao láng hòa lạc đã giúp đỡ bức lá cây cho uống cầm hơi thừa quý vị vì uh, coi như là lang thang lưu lạc cho nên là có gì ăn đó đó là chủ trương của chúng tôi và cái lá này rất lạ xin thưa quý vị là như vậy có lẽ là người miền Nam À, chưa bao giờ thậm chí người miền Trung hay là Bắc Trung Bộ cũng chưa bao giờ thấy được cái lá này Và công dụng của nó như thế nào thì cũng không biết thưa quý vị Cho nên hôm nay mới mạo mùi hỏi khán giả khắp nơi là cái lá này là lá gì Và công dụng nó như thế nào, chế biến ra sao vì cái lá này chưa có được công nghiệp hóa, chưa được làm ra nước uống đóng chai vân vân, mà dường như là chỉ là một cái sản phẩm sản vật dân dạ, dân gian. À, thấy đâu thì bức đó rồi đem đi sơ chế thưa quý vị, rồi sau đó làm cái nước giải khác. thì lá này thường hay xuất hiện trong các tiểu thuyết văn học văn chương ở miền bắc những câu chuyện làng quê rồi tí tách với nhau bên ấm trà rồi có người thì kiếm được những cái lá này cho nên dậm thêm vào thưa quý vị thì không biết công dụng nó như thế nào uống lâu dài có bị bệnh gì hay không có hậu quả hay có hiệu ứng phụ gì hay không thưa quý vị hay là công dụng của nó tốt gì, bổ dưỡng gì. Quý vị khán thính giả nào biết thì xin viết vài dòng giải thích. Và xin trân trọng cảm ơn đã bỏ thì giờ để giải thích. Một lần nữa thì chương trình hết sức cảm ơn những khán thính giả đã gửi điện thư, tin nhắn đến chương trình chúng tôi qua Zalo, qua điện thư gmail.com địa chỉ điện thư đầy đủ là trịnh quốc thiên a gmail.com còn điện thoại zalo là mr thiên sài gòn thưa quý vị rất dễ nhớ thì chương trình một lần nữa cảm ơn ban quản lý của khu công nghệ cao hòa lạc đã cho thưởng thức một nước uống lạ xin thưa vậy là như vậy có thể nói là rất lạ đối với những người miền nam chưa bao giờ biết được cái vị của cái nước uống này rất lạ xin thưa vị là như vậy và cũng khó tả cho khán thính giả biết cái vị lạ nó như thế nào tại vì trải nghiệm thì mới biết được còn không thì rất khó tả mùi nó thì rất đặc trưng rất lạ giống như mùi bạc hà nhưng mà không phải là bạc hà. Nó là một cái dạng tinh dầu gì đó hay là tinh chất của thực vật. Và chỉ có thể tả cho quý vị và chụp hình cho quý vị thấy chứ còn tả thì không biết tả như thế nào. Và vì sao nó có cái tên như vậy cũng không biết. Không biết lịch sử của nó từ đâu. Từ quốc gia nào hay là đây là một cái loại thực vật bản địa đặc sắc riêng của Việt Nam thưa quý vị và công dụng nó như thế nào thì cũng không biết cho nên cũng không dám giới thiệu cho các khán sinh giả gần xa nếu không biết thì cũng nên thử một lần trong đời xin thưa là như vậy.